Hồi những năm 1980, tôi có nghe một người Trung Quốc, đúng ra thì là người Hồng Kông hồi đó, nói rằng nên đầu tư vào Việt Nam. Tua nhanh 40 năm tới, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 30 đến 40 lần. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai đã đầu tư vào Việt Nam đều có thể làm rất tốt. Tôi có vinh dự được biết đến một quý ông, người đã trở thành triệu phú đô la nhờ các khoản đầu tư của ông ấy vào Việt Nam kể từ đó. Hi hi! Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu. Chúc cả nhà mình một ngày tươi không cần tưới. Và đừng quên theo dõi, ủng hộ video của Việt Nam Thức Giấc thật nhiều nha! Ad mới đọc được một bình luận liên quan đến Việt Nam trên trang hỏi đáp Quora về việc Việt Nam sẽ thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng lớn nhất thế giới. Như này các bạn ạ! Tài khoản người dùng có tên là Tony đã chia sẻ: hồi những năm 1980, tôi có nghe một người Trung Quốc, đúng ra thì là người Hồng Kông hồi đó, nói rằng nên đầu tư vào Việt Nam. Tua nhanh 40 năm tới, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gấp 30 đến 40 lần. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai đã đầu tư vào Việt Nam đều có thể làm rất tốt. Tôi có vinh dự được biết đến một quý ông, người đã trở thành triệu phú đô la nhờ các khoản đầu tư của ông ấy vào Việt Nam kể từ đó. Đối với một người Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Việt Nam đã mang đến cơ hội nếu anh ta có một cỗ máy du hành thời gian cho phép anh ta du hành ngược thời gian. Anh ấy có công thức thành công và anh ấy có thể áp dụng công thức đó ở Việt Nam mà không phải trả giá cho tất cả những trục trặc và thất bại. Khi anh ấy bắt đầu kinh doanh thì đó ở chính đất nước của mình, bạn có thể thấy rõ xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai. Tức là xu hướng phát triển vượt trội của Việt Nam so với thế giới là hoàn toàn có bằng chứng rõ ràng và có minh chứng sống hẳn hoi. Thế nên câu kết của anh ấy đã nói rõ, rõ ràng xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai như một lời khẳng định rằng Việt Nam có sức hút của sự thành công và sẽ sớm trở thành công xưởng lớn nhất của thế giới. Nó giống như việc một con ngựa ăn no là cả tàu ăn cùng loại cỏ ấy các bạn ạ. Tờ tạp chí kinh doanh quốc tế Business Standard đã đưa ra những bằng chứng nhận định về việc Việt Nam có khả năng thay thế Trung Quốc làm công xưởng thế giới trong thời gian tới. Theo tờ tạp chí này, khi Omicron bùng phát tại các trung tâm sản xuất của Trung Quốc như tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải làm gián đoạn chuỗi cung ứng, số liệu kinh tế quý 1 của Việt Nam dường như cho thấy sự phát triển đầy hứa hẹn trong bối cảnh đại dịch. Do có nhiều cơ hội hơn với giá rẻ hơn về quyền mua đất, tiền lương lao động và chi phí hoạt động cho các nhà máy và kho bãi, Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai gần. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng đang đổ tiền vào thị trường Việt Nam. Các bạn đã nghe thông tin về sự kiện ông Hoàng đầu tư Li Ka-shing của Trung Quốc rót gần 100 tỷ đô vào Việt Nam ta chưa? Theo tờ quốc tế VF Franchise Consulting chia sẻ, Li Ka-shing đầu tư 80 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Năm 2013, Li Ka-shing đầu tư phần lớn tài sản của mình vào Vương quốc Anh. Lúc cao điểm, số tiền đầu tư lên tới 400 tỷ. Truyền thông Anh cho biết Li Ka-shing đã mua một nửa Vương quốc Anh. Trong thế giới kinh doanh, tình hình thay đổi. Vài năm sau, Lee Charen đã mạnh tay bán tài sản của anh. Khi mọi người cho rằng anh bỏ anh để về đầu tư cho đất mẹ, thì một lần nữa, anh lại khiến mọi người ngạc nhiên săn lùng Việt Nam giá hời. Theo đánh giá của VF Franchise Consulting, vốn tìm kiếm lợi nhuận mãi mãi và Li Ka-shing với tư cách là một nhà đầu tư hàng đầu và ý thức đầu tư nhạy bén không ai sánh kịp ở châu Á. Việc Li Ka-shing lần này chọn Việt Nam sau khi rút lui khỏi châu Âu dường như cũng cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam là rất lớn. Trong dự báo kinh tế Việt Nam của các tổ chức đầu tư quốc tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đứng đầu thế giới. Từ quan điểm này, Li Ka-shing là người Trung Quốc quyết định đến Nam Dương trong thời đại mới. Tờ quốc tế VF Franchise Consulting cũng khẳng định một làn sóng dịch chuyển mới đã xuất hiện. Các đơn đặt hàng tiếp tục chảy ra khỏi Trung Quốc. Ngành sản xuất có thể ngừng phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và chuyển hướng sang các nước như Việt Nam. Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ tiếp tục là thị trường hấp dẫn đối với các đầu tư nước ngoài và là điểm đến để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đó là những gì về tương lai Việt Nam, công xưởng mới của thế giới, được tờ VF Franchise Consulting nhìn nhận. Tất nhiên, thì như các bạn đã biết, Ad là một đứa hơi tham lam, biết là nói có sách, mách có chứng. Nhưng một minh chứng thôi thì không đủ.
lúc nào cũng phải nhiều bằng chứng mới thấy thỏa mãn cơ. Thế nên, nhấc cái mông lên và vác dép đi tìm minh chứng thôi. Các cụ bảo rồi, có mông mòn dép có ngày thấy tin. À, thấy thật các bạn ạ. Ở một diễn đàn khác, Tom Montag đã chia sẻ những đánh giá phân tích của tiến sĩ Oliver Massman về việc liệu Việt Nam có thể là công xưởng tiếp theo của thế giới không? Đầu tiên thì tiến sĩ Oliver Massman đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam phát triển bất chấp hoàn cảnh là điều thực sự thu hút. Ông nhìn nhận, thành tích kinh tế của Việt Nam là rất ấn tượng. Năm 2020, trong khi các nền kinh tế lớn trên toàn cầu chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất Đông Nam Á, cao hơn cả Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. Năm 2021, khi COVID-19 khiến cả nước phải phong tỏa gần như cả năm, cả nước vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP dương là 2,68%. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Oliver Massman, CPTPP và các hiệp định thương mại lớn khác đã mang lại lợi ích to lớn về nhiều cho Việt Nam. Theo ông, CPTPP và EVFTA đã làm cho thương mại giữa Việt Nam và các nước ký kết trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn nhờ biểu thuế cũng như thủ tục hành chính được cắt giảm. Trong giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19, xuất khẩu của Việt Nam vẫn vượt trội nhờ các hiệp định thương mại tự do này. Ngoài ra, RCEP còn mang lại lợi ích chính trị to lớn trong việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, từ đó có thể tạo ra một bối cảnh chính trị ổn định và gắn kết hơn trong khu vực. Và nhờ đó thì thu hút đầu tư sản xuất vào Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Mặt khác, khi Việt Nam thực hiện phong tỏa vào quý 3 năm ngoái, một số sản phẩm đã quay trở lại Trung Quốc. Tiến sĩ Oliver Massman cũng nhận định đây chỉ là tạm thời và chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đến Việt Nam đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược. Tức là nhà sản xuất đã nhìn ra sự bất ổn khi lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc và việc tìm cách thoát khỏi Trung Quốc là điều luôn hiện hữu trong tương lai. Việt Nam sẽ là điểm đến thay thế mới, hoàn hảo và có nhiều sức hút. Tiến sĩ Oliver Massman cũng khẳng định, nếu dòng doanh nghiệp chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục, Việt Nam sẽ sớm trở thành nhân tố chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng chứng được tiến sĩ Oliver Massman đưa ra là vài năm gần đây, bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nền kinh tế sụt giảm toàn cầu, vốn FDI đổ vào Việt Nam vẫn tăng trưởng không ngừng ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Các nhà đầu tư vẫn luôn chú ý đến Việt Nam như một nơi đầu tư sản xuất tiềm năng. Đây là điều mà hiếm quốc gia nào trên thế giới đạt được với tình hình chung hiện tại. Hơn nữa, tiến sĩ Oliver Massman cũng nhìn nhận Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực, công nghệ, hỗ trợ của chính phủ, đầu tư nước ngoài để trở thành công xưởng tiếp theo của thế giới. Việt Nam đã phát triển quá nhanh cả về kinh tế và chính trị trong 5 năm qua, nên trong 5 năm tới, có thể chúng ta sẽ chứng kiến những điều mà ngay từ ngày hôm nay chúng ta không thể lường trước được. Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một công xưởng mới của thế giới. Tóm lại, thì theo tiến sĩ Oliver Massman, với sức hút từ nền kinh tế phát triển vượt trội, cùng với những hiệp định thương mại tự do, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc mà Việt Nam nhắm đến là nơi tốt nhất, cùng với những bằng chứng là các nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam không ngừng gia tăng bất chấp nghịch cảnh thế giới. Hơn nữa, Việt Nam có tiềm năng vô hạn ở nhiều khía cạnh. Với những gì đã và đang có, Việt Nam có đủ sức vươn lên trở thành công xưởng của thế giới. Một giảng viên cao cấp, Đại học Bristol của Anh đã nhìn nhận Việt Nam có tiềm năng và cơ hội để trở thành công xưởng mới của thế giới trong quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay. Theo ông, thì Việt Nam với những ưu thế hơn cả đã hiện lên như một điểm sáng hoàn hảo để trở thành một trong những công xưởng mới của thế giới, chia sẻ dịch vụ sản xuất từ Trung Quốc. Ông nhìn nhận, các số liệu thống kê cho thấy có những dịch vụ chuyển sản xuất sang Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn trong top 500 tỷ USD hàng đầu của Mỹ, gồm các công ty công nghệ toàn cầu như Intel và Apple. Tiềm năng này đã được khẳng định với việc những nhà sản xuất lớn trong khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ trong các báo cáo đánh giá về đối thủ cạnh tranh đã nêu tên tại Việt Nam, với lợi thế về nhân công rẻ và ưu đãi đầu tư nước ngoài lớn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, mặc dù có tiềm năng và cơ hội, Việt Nam vẫn cần có những động thái kịp thời để khai thác tốt tiềm năng này. Ông lưu ý, với lợi thế nhân công rẻ cũng đồng nghĩa với năng lực, trình độ nhân công Việt Nam còn giới hạn, vẫn đang thiếu nhân lực trình độ cao. Ngoài ra, Việt Nam cũng gặp những thách thức về hạ tầng như Internet, hạ tầng giao thông đường sắt, hàng không, đồng thời cần đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế số và công nghệ. Cũng theo ông, hiện nay khi nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung ở ngoài Trung Quốc gia tăng,
Việt Nam đang là điểm đến được các công ty nước ngoài quan tâm. Vì vậy, cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng trong khu vực. Ông cảnh báo Ấn Độ đang nổi lên là một lựa chọn thay thế Trung Quốc, trở thành công xưởng mới của thế giới, có khả năng trở thành cực tăng trưởng ở khu vực Nam Á. Khi đó, Việt Nam ở xa khu vực này sẽ bỏ lỡ cơ hội trước các vệ tinh xung quanh Ấn Độ. Tức là trước những thuận lợi và tiềm năng Việt Nam có được, con đường trở thành công xưởng thế giới đã rất gần và có thể nắm trong tầm tay. Nhưng chúng ta có đối thủ tiềm năng cũng không kém, đó chính là Ấn Độ. Thế nên Việt Nam cần đẩy nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nữa, khắc phục những thiếu hụt của mình để bứt phá nhanh trước khi các nhà đầu tư thực sự nhìn về phía Ấn Độ. Kiểu như này, nếu như là Việt Nam là hoa hậu, thì Ấn Độ là á hậu trong làng công xưởng các bạn ạ. Mà hoa hậu trượt tay một cái là á hậu cầm hộ vương miện ngay. Thế nên, hy vọng Việt Nam ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh được những thiếu sót kia để vững chân bước vào vị trí công xưởng mới của thế giới. Các bạn nghĩ tương lai về danh xưng công xưởng mới của thế giới sẽ thực sự được trao cho Việt Nam không? Comment suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé! Cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ Ad với nha! Video ngày hôm nay, Ad xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc. Bye bye!